chào anh em nhé. Hôm nay sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta có thể tự thay dây đề, hoặc là dây đề mà chúng ta bị tuột thì chúng ta có thể lắp lại được ở ngay tại nhà nhé. Các bạn hãy theo dõi nhé. Các bạn để ý này, thì cái dây này của tôi đang bị tuột ra này, và sẽ hướng dẫn các bạn để làm sao mà lắp vào sao cho nó chuẩn nhé. Trước tiên để lắp cái dây đề này thì chúng ta cần có hai dụng cụ bạn nhé. Một là một cái kìm kẹp, và hai là một cái lục giác. Thì cái đầu mà chúng ta sử dụng là cái đầu lục giác số 5 bạn nhé. Đây, vào con ốc này. Để thực hiện lắp cái dây đề này vào thì chúng ta hãy thực hiện qua hai bước. Bước thứ nhất là các bạn để ý ở đây có một cái núm vặn này. Chúng ta hãy vặn xuôi theo chiều kim đồng hồ nhé. Và vặn, tức là vặn chặt vào á. Thứ hai, để đảm bảo là các bạn phải về hết số trên tay bấm nhé. Số này đảm bảo là phải về là số to nhất, tần số to nhất đấy, là số 9, tôi đang là số 9. Và đồng thời xích là chúng ta phải chuyển về tầng lít bé nhất. Sau khi các bạn làm xong hai bước trên thì chúng ta sẽ thực hiện kéo dây vào ốc nhé. Một lưu ý, chúng ta trước khi kéo dây vào ốc thì chúng ta phải đảm bảo rằng là trên tay bấm này nó cũng có một cái đầu tương tự, thì chúng ta cũng phải đảm bảo là nó về vị trí đúng của nó nhé. Sau khi thực hiện xong thì chúng ta sẽ kẹp kìm này và kéo một lực vừa đủ nhé các bạn nhé, và đưa cái dây khớp vào cái vị trí mà ốc nó sẽ giữ lại, thì sau đó chúng ta sẽ vặn chặt vào các bạn nhé. Sau khi chúng ta lắp và cố định dây xong thì chúng ta sẽ kiểm tra lại thử xem dây các bạn nhé. Xích chúng ta lên xuống đã ok rồi này. Vậy là chúng ta đã tận hưởng thành quả rồi.